Đúng 6:30, năm con giáp làm ăn gặp thời, phất lên giàu có nhất họ, trả hết nợ nần đổi đời đại gia. Hoan hỷ chào đón quý vị đến với kênh Tử Vi Việt. Xin kính chào quý vị ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sống ở đời ai cũng cầu danh lợi giàu sang phú quý, nhưng chớ trêu thay danh lợi phù phiếm mà chúng ta phải dồn bao tâm sức mới giành được. Thế nhưng đời người ngắn ngủi lắm, chỉ khoảng mấy chục năm thôi, có khác nào một giấc mơ đâu. Vì vậy chúng ta cần trân trọng những thứ đáng quý, buông bỏ những thứ vô nghĩa, quên hết bao phiền muộn sầu lo để được sống một cuộc đời thảnh thơi vui vẻ. Những người hư vinh dối trá sẽ có thể bước đi nhanh hơn, nhưng chắc chắn không thể bước đi xa. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Tử Vi Việt xin gửi đến quý vị và các bạn khán thính giả vận trình, vận mệnh của năm con giáp cực may mắn đúng 6:30. Về các phương diện như sự nghiệp, công danh, tài lộc, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo, từ đó giúp bản mệnh nắm bắt được thời cơ may mắn đổi vận, tránh xa được xui xẻo, khó khăn đang cản bước vận trình. Muốn cuộc sống của mình vừa giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh lại vui vẻ hạnh phúc, bình an, thì bản mệnh hãy chú ý theo dõi hết video ngay sau đây nhé. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Mão. Người tuổi Mão có tính cách khá phức tạp, tâm tư nhiều điều suy nghĩ. Họ thích cuộc sống hòa mình với thiên nhiên, thích những chuyến đi du lịch một mình, đắm chìm vào vẻ đẹp của đất trời, từ đó sinh lòng cảm khái. Có tư chất về nghệ thuật nên sự lãng mạn của họ được phát ra từ chính nội tâm. Họ có khả năng cảm thụ nghệ thuật vô cùng tốt, cũng có thể ngâm thơ vẽ tranh như những nghệ sĩ thứ thiệt. Bình thường họ cũng rất có nhiều thú vui, khiến cho người khác khi hiểu sâu về họ sẽ có nhiều điều ngạc nhiên. Họ không thích sự phức tạp trong các mối quan hệ, vì thế khi giao tiếp cùng người khác, họ luôn giữ khoảng cách cho mình. Điều đó sẽ làm họ cảm thấy an toàn, song cũng khiến người khác thấy họ là người khó gần. Người này không bao giờ để mất bình tĩnh, không dễ bị kích động. Họ có khuynh hướng giải quyết mọi mâu thuẫn bằng giải pháp hòa bình. Họ cũng rất cẩn trọng trong việc lựa chọn người yêu, nhưng khi đã yêu thì toàn tâm toàn ý với người mình đã chọn, hết lòng yêu thương và hy sinh bản thân vì tình yêu. Do tính cách người tuổi Mão không thích náo nhiệt, cũng không ưa mâu thuẫn nên họ không có kẻ thù, cuộc đời cũng bình lặng, ít phải trải qua sóng gió. Tổng thể cuộc đời của họ khá tốt, vận thế tăng tiến từ từ. Khi còn trẻ, họ có thể không phải là người nổi bật giữa đám đông, song dần theo thời gian, sự điềm tĩnh của họ trở thành nét thâm trầm mà nhiều người chú ý, giành được sự tôn trọng của đám đông. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường sở hữu gương mặt khả ái, ưa nhìn, tính cách tốt bụng. Họ là người chu đáo, biết cách quan tâm đến người khác. Người này thường sống giản dị, điềm đạm, thái độ sống rất tốt. Không những thế, họ còn biết cách tự lập, muốn bản thân tự làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Đúng 6:30 là thời điểm cực tốt với những người tuổi Mão. Cuộc sống của họ sẽ tràn đầy niềm vui, tài lộc của họ gia tăng không ngừng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư, chứng khoán, bất động sản. Bên cạnh nguồn thu chính cũng dồi dào không kém. Với những người tuổi Mão thích an phận, mức lương vẫn rất ổn định, không lo suy giảm, chi tiêu thoải mái. Nếu năng động, bạn có thể nhận thêm một vài công việc tay trái để cải thiện cuộc sống của mình. Trong thời gian này, nếu tuổi Mão dám bứt phá lên, làm chủ hoặc chuyên đầu tư, lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả khá rực rỡ. Tình duyên của tuổi Mão cũng rất tốt, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái yêu thương nhau, cuộc sống tròn vẹn khiến ai nấy đều ghen tị. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mão may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 6:30. Thứ nhất, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tử vi đúng 6:30, nhờ có tam hợp phù trợ mà người tuổi Quý Mão có một ngày làm việc rất hiệu quả và năng suất. Dù tình huống có khó khăn đến đâu, bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời. Đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của đa số mọi người. Lại thêm ngũ hành kim sinh thủy còn giúp tình cảm thêm mặn nồng. Các cặp vợ chồng có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn, như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc, hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của những chú chuột, nhắc nhở con giáp này hôm nay cần hạn chế mua sắm chi tiêu. Sự nghiệp 5 sao,
Tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường trắng xám, quý nhân phù trợ Ngọ Hợi, con số may mắn 7, 8, 4, 4, 5. Thứ hai, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi đúng 6:30, chính quan trợ mệnh, tuổi Ất Mão gặp nhiều thuận lợi trong công việc, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh, cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt. Sau những thành công lần này, bản mệnh có thể thấy áp lực đang giảm bớt, cơ hội thăng tiến sẽ rõ ràng hơn khi cấp trên đang rất hài lòng với biểu hiện của bạn. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình, bạn còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Thổ sinh kim cũng giúp đường tình duyên của những chú mèo thêm phần thuận lợi. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường trắng vàng, quý nhân phù trợ Mùi Tuất, con số may mắn 8, 2, 9, 6, 3. Thứ ba, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Cục diện tam hợp nâng đỡ cho người tuổi Đinh Mão, đúng 6:30 nên bản mệnh có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ. Đặc biệt, bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phái đắm say. Thực thần che chở cho tài vận của bản mệnh, nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, Mùi Sửu, con số may mắn 4, 5, 4, 0, 5. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng tuổi Dậu. Con gà đại diện cho tuổi Dậu thuộc 12 con giáp. Gà là loại động vật buổi sáng, chúng kêu khi bầu trời báo hiệu mặt trời mọc, nên người xưa tin rằng gà là loài vật có khả năng tiên đoán. Trong thần thoại Hy Lạp ghi lại rằng gà có thể cảm nhận được những điều tương lai đến từ bầu trời và thế giới mà con người không thể biết được. Gà cũng là con vật đại diện cho sứ giả của thần, cho nên khả năng tiên tri này cũng sẽ xuất hiện ở những người sinh năm Dậu. Họ có tầm nhìn xa, luôn nghĩ hơn người khác một bước và có những quan điểm đúng đắn về tương lai. Bởi vậy, những người này luôn làm mọi việc có kế hoạch hơn, không để lãng phí thời gian. Người tuổi Dậu thường có những kế, những cách để hoàn thành những việc mà người khác không thể nghĩ ra hoặc làm ra những điều tuyệt vời. Người tuổi Dậu là người nhanh nhạy, nhảy số nhanh nên thường tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cũng chính vì vậy mà nhiều khi họ hay lỡ miệng hay nói lắp. Để cải thiện điều này, tất cả những gì người cầm tinh con gà cần làm là rèn luyện trí não của mình chậm lại. Đàn ông sinh năm Dậu đặc biệt chú ý đến ngoại hình và trang phục, cho nên sẽ không bao giờ trông kém hấp dẫn. Ngay cả những bộ quần áo bình thường cũng được những quý ông tuổi Dậu lựa chọn và kết hợp. Những bộ quần áo sơ mi thì càng không cần phải nói là luôn gọn gàng và đẹp mắt. Những quý cô cũng là những người chú ý đến trang phục, và nhiều người có khiếu thẩm mỹ cũng như mọi việc liên quan đến thẩm mỹ. Tuổi Dậu là những người có tính tình thẳng thắn, tốt bụng, hiền lành và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm việc gì, những người này tập trung cao độ, không có bất kỳ điều gì có thể làm tuổi Dậu phân tâm. Những người tuổi Dậu sống rất năng động và tích cực, giữa đám đông, bản mệnh là người luôn nổi bật, sôi động nhất. Người tuổi Dậu thuyết phục người khác và đưa họ trải nghiệm từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác bằng những câu chuyện thú vị của mình. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu sở hữu cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Họ sống độc lập, có suy nghĩ trưởng thành, già dặn từ khi còn trẻ. Con giáp này đa phần đều mạnh mẽ và kiên định, họ có hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn nguy hiểm. Trong công việc, con giáp này cần cù chịu khó, đã quyết làm là làm đến cùng. Đúng 6:30, người tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn, những kế hoạch của họ thường bị tạm hoãn hoặc gặp trục trặc. Tuy vậy, trong thời gian này, tài vận của người tuổi Dậu dần khởi sắc, những dự định của họ đến giờ sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi Dậu làm kinh doanh sẽ nhận được những khoản hoa hồng, trong khi đó người làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt những công việc dự án mình được phân công. Người tuổi này đầu tư mát tay, dễ sinh lời lớn. Những người kinh doanh ở lĩnh vực thủy lợi, cơ khí, dịch vụ sẽ được hoàn vốn, bắt đầu có lãi. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Dậu may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 6:30. Thứ nhất, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Đúng 6:30, người tuổi Kỷ Dậu may mắn ngập tràn đón toàn tin vui. Vận trình tình cảm lên cao, vợ chồng thấu hiểu nhau,
nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ, khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng những vậy, thiên tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú gà trong thời điểm này cũng dồi dào chẳng kém. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến. Dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn. Nó mang về ý nghĩa tinh thần không hề nhỏ. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình, làm ăn trọng nhất chữ tín. Bạn hiểu được đạo lý này nên luôn chăm chút từng sản phẩm của bản thân để tạo dựng lòng tin nơi người mua. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường hồng cam, quý nhân phù trợ thân hợi, con số may mắn 2, 13, 87. Thứ hai, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Với người tuổi Tân Dậu, chính tài mang lại tín hiệu tốt để bản mệnh thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, tài lộc đúng 6 giờ 30 chỉ vượng ở mức vừa phải, vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm tiền ổn định, chứ không hoàn toàn là may mắn. Vì thế, bạn nhớ thực hiện những dự án có tính an toàn cao nhé. Hỏa kim xung khắc, mối quan hệ giữa những chú gà với nửa kia đang phải chịu không ít thách thức. Cũng bởi hai bạn thiếu sự thấu hiểu với nhau nên để nhiều vấn đề khách quan xen vào tình yêu của mình. Hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường đen, tím, quý nhân phù trợ, hợi, thìn, con số may mắn 46523. Thứ ba, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Chính quan ở bên che chở cho người tuổi Quý Dậu nên bạn gặp khá nhiều người tốt. Công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh. Càng ngày bạn càng hiểu ra tầm quan trọng trong việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, nên luôn cố gắng để hòa đồng với mọi người hơn. Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khởi sắc, các cặp đôi cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm nồng cháy, có thể sẽ tính tới chuyện về chung một nhà. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Con số may mắn 23866. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất là người rất tử tế, trung thực và không bao giờ có ý định dùng thủ thuật để đánh lừa người khác. Họ là mẫu người siêng năng, chăm chỉ, sống kỷ luật và kiên quyết thực hiện các quy định đã đặt ra. Với lối sống lành mạnh, họ trở thành hình mẫu của khá nhiều người muốn noi theo. Tuy là người không thích thể hiện, nhưng để phục vụ cho ý định tốt đẹp nào đó, họ sẵn sàng lên tiếng, sẵn sàng đối mặt với thực tế. Một khi mà họ tin rằng việc gì mà mình làm là đúng, họ sẽ theo đuổi đến cùng. Dường như không có ai có khả năng tác động làm họ lay chuyển. Trong các cuộc tranh luận, đối thủ thường phải nhượng bộ vì không thể vượt qua được ngôn ngữ logic và cách sắp xếp mọi thứ chặt chẽ như người tuổi Tuất. Tuy nhiên, mỗi người khi đưa ra lý luận của mình, khó tránh khỏi việc họ mất bình tĩnh, giận dữ, nóng nảy. Họ cũng không trốn tránh những lời phàn nàn của mọi người nói về mình. Người tuổi Tuất đều có đầu óc tổ chức thiên bẩm. Họ cũng có khí chất của những nhà nghệ thuật và luôn thấy hứng thú với các công việc có nhiều thử thách. Dường như không một ngành nghề nào có thể khiến cho họ bị nhụt chí. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá bi quan. Tính cách tuổi Tuất nhanh nhẹn, tháo vát. Người thuộc cung này rất nhiệt tình với những hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Ngoài ra, họ còn rất hứng thú với loại hình công việc nhiều thử thách. Họ sẵn sàng bắt tay vào công việc mới với tinh thần hăng say và hứng khởi. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá bi quan và nóng tính. Họ có thể trở thành những người chủ cũng như những nhân viên rất thành công. Nếu không vì những chuyện vặt vãnh hay vấn đề tình cảm cá nhân ảnh hưởng, thì chắc chắn họ sẽ trở thành những nhân viên tận tụy nhất. Các công việc phù hợp với họ, đạo diễn điện ảnh, nhà sản xuất âm nhạc, họa sĩ hay có thể trở thành nhà ảo thuật. Những người này có thể tự mình làm tốt mọi việc. Đây cũng là yếu tố giúp họ trở thành người chủ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Nắm giữ được vai trò là người chủ, họ rất công bằng, khẳng khái, nên nhân viên sẽ biết cách làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của họ. Đôi khi, bạn thấy họ khắt khe, cẩn thận trong việc suy xét một số vấn đề, song thực ra nội tâm của họ lại rất tốt. Tuổi Tuất cũng sẽ đón nhận niềm vui và may mắn đúng 6 giờ 30. Nếu bạn nắm bắt cơ hội trời cho này một cách triệt để, thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phất lên nhanh chóng, khiến bạn cũng phải kinh ngạc. Người tuổi Tuất chính là con cưng thần tài, là con giáp có bậc nhất. Giàu có, nắm giữ may mắn đặc biệt, công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Tuất không chỉ
vượng đường sự nghiệp công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Đặc biệt những người làm ăn kinh doanh thì đây chính là một năm vô cùng thuận lợi. Những hợp đồng lớn sẽ tự tin tới với bạn, khiến công việc kinh doanh cứ thế mà thăng tiến viên mãn. Với người kinh doanh bình thường, bạn sẽ thu được về khối tài sản khổng lồ nhờ những bản hợp đồng béo bờ vận may tài chính cứ liên tục chào đón bạn. Đây là thời điểm tốt để tuất phất lên, nên hãy nắm bắt cơ hội hiếm có này để phát triển sự nghiệp, cuộc sống thêm phần ấm no hạnh phúc. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi tuất may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 6 giờ 30. Thứ nhất, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Người tuổi Canh Tuất có thể thở phào nhẹ nhõm trong ngày có sự xuất hiện của thiên ấn, bởi các thần này sẽ hỗ trợ bạn tìm ra những bước đi phù hợp để giải quyết những khúc mắc trước mặt. Bản mệnh phát huy được thêm nhiều năng lực tiềm ẩn của mình mà trước đó chưa có cơ hội để sử dụng, vừa hay cứu chính bản thân thoát khỏi cơn nguy khốn. Thời điểm này nhân thần ở phía trong, ở thắt lưng, trên cạnh, trong khớp cổ chân, mù bàn chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường nâu trắng, quý nhân phù trợ Sửu, Ngọ, con số may mắn 19935. Thứ hai, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Chính ấn mang tới cho người tuổi Nhâm Tuất sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên. Nhờ tinh thần làm việc hăng say, không biết mệt mỏi của mình, thời gian tới hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa nhé. Nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai sắp tới của bạn sẽ vô cùng tươi sáng đấy. Ngoài ra đừng quên rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc nữa nhé. Hãy tự đi trên đôi chân của mình, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Bạn vốn tài năng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Ngày kim khí vượng nhắc nhở bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe. Đừng xem thường những biểu hiện nhỏ bất thường trên cơ thể. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, thìn, thân, con số may mắn 54788. Thứ ba, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Xem tử vi đúng 6 giờ 30, chính quan cho thấy người tuổi Giáp Tuất luôn nghiêm túc trong công việc. Nhờ vậy mà bản mệnh đạt được những kết quả đáng ngưỡng mộ. Bạn nhận được sự yêu mến, kính trọng của mọi người và có thể được thăng chức. Thủy sinh mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Nếu gặp khó khăn hoặc bế tắc gì, bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, tin rằng hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường đen trắng, quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi, con số may mắn 6, 8, 9, 5, 6. Vị trí thứ tư xin chúc mừng tuổi Hợi. Con lợn tượng trưng cho tuổi Hợi trong 12 con giáp. Lợn là loài động vật thân thuộc trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Đại đa số mọi người luôn cho rằng lợn là loài động vật ngốc và hôi hám. Nhưng thực ra lợn không hề ngốc và chúng rất thích sạch sẽ. Người sinh năm Hợi cũng có tính cách trung thành. Nếu họ phụ trách đơn vị thì không bao giờ quên được lãnh đạo của mình. Cho dù đã đi theo con đường riêng của mình, người tuổi Hợi phải bình tĩnh và trau dồi các kỹ năng để hài hòa với môi trường xung quanh. Người cầm tinh con lợn thường rất dễ mất tự tin nếu gặp phải thất bại trên con đường làm việc của mình. Đồng thời họ sẽ quan tâm đến việc người khác đang cười nhạo và coi thường mình. Trên thực tế thì không phải vậy, họ sẽ cố chấp làm theo cách của bản thân mình đề ra nhằm củng cố tâm lý của bản thân bằng tính tự ái mà biến những bước lùi nhỏ thành thất bại lớn. Bản mệnh nên cố gắng bình tĩnh giao tiếp với đồng nghiệp và không nên nghĩ rằng người khác đang cười nhạo mình. Hãy chuyển đổi loại tâm lý này. Chỉ bằng cách giúp đỡ bản thân, bạn mới có thể vượt qua được thất bại và tiến tới thành công. Tuổi Hợi giỏi trong việc xử lý những tình huống bất ngờ gấp rút. Điều tuyệt vời hơn nữa là những người này có khả năng xoay chuyển tình thế, gặp dữ hóa lành, biến bại thành thắng. Những người này khi làm việc rất tập trung, không có bất kỳ điều gì khiến họ phân tán tư tưởng. Tuổi Hợi ham học hỏi và tích lũy cho mình kiến thức, kinh nghiệm bổ ích. Những hành trang ấy là những vũ khí sắc nhọn giúp người tuổi này vượt qua được những khó khăn thử thách trên con đường lập nghiệp. Mặc dù rất hòa đồng và thân thiện, nhưng người tuổi Hợi lại thiếu tự tin khi giao tiếp. Bởi vậy họ không thích kết bạn, làm quen hay xây dựng các mối quan hệ mới. Chỉ với những người thực sự thân thiết và gắn bó thì những người này mới có thể tự tin thoải mái trò chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình. Theo tử vi 12 con giáp,
Người tuổi Hợi đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Con giáp này khá thông minh, sâu sắc, nhanh trí, làm việc gì cũng gọn gẽ. Trong công việc, họ thường chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân, chứ không trông chờ khi gặp khó khăn. Họ tỏ ra can đảm, bình tĩnh, chứ không run sợ. Đúng 6 giờ 30, con giáp tuổi Hợi hết khó, hết khổ, nhận nhiều cơ hội trong công việc. Nếu nắm chắc thời cơ, họ sẽ trở thành người chiến thắng. Những người sinh tuổi Hợi tích cực, chủ động hơn trong công việc, thúc đẩy dự án tiến về phía trước. Trong công việc, họ tích lũy được những kiến thức, kinh nghiệm có lợi cho bản thân về lâu dài. Trên phương diện tài lộc, nhiều cơ hội kiếm tiền đến dồn dập, khiến họ làm phải làm việc khẩn trương nhất có thể. Làm việc chăm chỉ, tận tâm và có trách nhiệm, con giáp này có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Hợi may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 6 giờ 30. Thứ nhất, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của người tuổi Kỷ Hợi đều tiến triển rất thuận lợi. Nếu bản mệnh ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay vào 6 giờ 30 thì không nên chần chừ do dự để lỡ cơ hội tốt. Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân. Quý nhân có thể chỉ bạn cho hướng phát triển phù hợp, giúp tương lai của bạn tràn đầy hứa hẹn. Hãy rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi, con số may mắn 93795. Thứ hai, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Căn cứ tử vi đúng 6 giờ 30, thiên ấn phù trợ. Người tuổi Tân Hợi phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ. Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ trở thành tấm gương sáng cho người khác ngưỡng mộ và noi theo. Tuy nhiên, trong sự nghiệp, đôi khi tài năng không phải là tất cả. Nếu muốn thăng tiến nhanh chóng hơn, bạn còn cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ với đồng nghiệp. Không nên lạnh lùng bỏ ngoài tai lời nói của người khác như hiện tại. Xem ngày tốt xấu theo trực. Thời điểm trực chấp rất thích hợp để khởi công xây dựng, nhưng lại không thích hợp với di chuyển khai trương. Nếu có thể thì tốt nhất là bản mệnh nên lùi công việc lại một vài ngày. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường xanh rêu trắng, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tuất, con số may mắn 3, 6, 9, 30. Thứ ba, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Theo tử vi đúng 6 giờ 30, thực thần phù trợ cho công việc làm ăn của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Đặc biệt những người làm nghề tự do dễ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng từ trước đến nay của mình. Bạn có cơ hội nhận một khoản kha khá. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của người tuổi Quý Hợi không mấy thuận lợi. Bạn dễ cãi cọ mâu thuẫn với nửa kia của mình. Nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa thể dung hòa giữa đôi bên. Bản mệnh nên bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận và đặt mình vào vị trí người ấy. Hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nếu không bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến tình cảm của hai bạn rạn nứt. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ, Tí, Dần, Thân, con số may mắn 23, 67, 28. Vị trí cuối cùng xin chúc mừng tuổi Mùi. Tính cách tuổi Mùi là sự kết hợp của một kẻ vô cùng nhạy cảm với một kẻ rất tham vọng, tạo thành một người vô cùng độc đáo. Những người này có sức sáng tạo và tưởng tượng phi thường. Họ có khả năng cùng lòng đam mê khám phá nghệ thuật không có ai sánh kịp. Tuy nhiên, cũng như bất cứ ai, họ vẫn có những khuyết điểm riêng. Ví dụ như không có khả năng nhìn xa trông rộng và không thể sống trọn vẹn cho thời điểm hiện tại. Khi đã hoàn thành được mục tiêu, họ như muốn bỏ qua hết những điều xảy ra xung quanh trong một thời gian dài mà không muốn lập thêm mục tiêu mới. Điều đáng tiếc hơn nữa là họ ghét những lời chỉ trích từ người khác và thường cố ý bỏ qua những lời khuyên giống nhau của tất cả mọi người. Đó là một trong những lý do dẫn tới thất bại không đáng có của họ. Nếu khôn ngoan hơn, biết lắng nghe hơn thì họ có thể thể hiện được khả năng của mình nhiều hơn nữa. Những người này rất biết tận dụng thời cơ, biết nắm bắt những điều khác thường vô cùng nhỏ bé mà không ai nghĩ tới. Họ có khả năng kiểm soát, bảo vệ bản thân và đó là nền tảng vững chắc để họ cảm thấy tự tin với những quyết định của mình. Đa số người tuổi Mùi đều rất thông minh và được hưởng một nền giáo dục tốt. Họ sẽ rất vui nếu được theo đuổi những ngành nghề phù hợp với khả năng sáng tạo của mình. Họ bắt đầu làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc trong một ngành có liên quan đến nghệ thuật ngay từ khi còn rất trẻ và sẽ kiên định theo đuổi công việc này. Họ cũng rất phù hợp để trở thành người chủ trong các lĩnh vực đòi hỏi cao về tố chất con người.
Họ luôn cầu tiến chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc nên cũng thường tiến bộ rất nhanh chóng. Nếu kiên trì, người tuổi Mùi hoàn toàn có thể theo đuổi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hoặc một chuyên ngành có liên quan đến văn hóa nghệ thuật và sẽ gặt hái được những thành công lớn. Vốn là người mang cá tính mạnh mẽ và quyết đoán, họ có thể trở thành người lãnh đạo đầy năng lực. Những ông bà chủ tài giỏi này luôn có tinh thần cầu tiến và cũng thường đặt ra yêu cầu cao đối với nhân viên của mình. Họ tỉ mỉ cẩn trọng trong từng chi tiết và vì thế công việc của họ tiến triển một cách vững chắc. Con đường đi đến thành công sự nghiệp luôn mở rộng đón chào những người này. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm. Họ sở hữu tố chất lãnh đạo và hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này rất nhạy cảm, quyến rũ và tinh tế, nhưng đôi khi cũng nóng nảy và hay nghi ngờ người khác. Con giáp tuổi này liên tục thắng đậm trên thương trường, ký được nhiều hợp đồng có giá trị cao. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm, người tuổi này có thể tích góp được khoản tiền kha khá, trở thành phú ông, phú bà. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mùi may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 6:30. Thứ nhất, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi Đinh Mùi trở nên nhiệt tình và hăng hái. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ công việc gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, dường như bạn có hơi nóng vội quá mức, hãy suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì và đặc biệt không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn. Như vậy thì bạn sẽ chẳng thể phát triển nhanh chóng như mong muốn được. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Tỵ, Tuất, con số may mắn 927838. Thứ hai, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Chính tài hứa hẹn một tương lai sáng lạn cho người tuổi Kỷ Mùi. Nếu bạn vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần, làm việc chăm chỉ, siêng năng như hiện giờ, bạn là người có tài, vì thế hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng hơn ngay từ bây giờ. Còn những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong tương lai, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí cao thích hợp với năng lực hơn hoặc được nhận một khoản tiền thưởng khả quan. Kim khắc mộc, bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng như vậy. Hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn, bởi đó vốn là người thân thiết nhất với bạn. Đừng nghĩ rằng người kia không hiểu mình mà khép lòng lại như vậy. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường bạc xám, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất, con số may mắn 462259. Thứ ba, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, tử vi đúng 6:30, thực thần chiếu mệnh. Người tuổi Tân Mùi làm ăn có lộc, không nên chần chừ do dự trước những cơ hội đầu tư kinh doanh quá lâu. Hãy quyết đoán nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ thu được lời lãi trong nay mai. Bạn là người ôn hòa và rộng rãi, tuy nhiên trong lĩnh vực chi tiêu, bạn cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi, thì dù có kiếm được tiền trăm bạc triệu mỗi ngày, thì một ngày nào đó cũng sẽ hết thôi. Mộc khắc thổ, bản mệnh cũng dễ xảy ra tranh cãi nảy lửa với nửa kia của mình. Nếu biết đặt mình vào vị trí của người khác, có lẽ bạn đã không nói ra những lời tổn thương lòng người như vậy. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường nâu, đỏ, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Dậu, con số may mắn 355707.